đến với chữ sinh thì mình cũng cũng là một cái duyên thôi. Mình thích bể cá từ hồi rất là nhỏ, nên là mình cứ tìm tòi, mình chơi, mình xây những cái bể cá ở trên cái nóc nhà tắm nhà mình xây những cái bể cá trên nóc nhà tắm và mình nuôi cá ở trên đấy. Mình đi lấy bùn về mình trồng cây các bạn ạ, trồng những cây rong. Ngày xưa rong rêu ở ngoài tự nhiên khá là nhiều, nhưng mà thời gian càng về gần đây thì những cái chất hóa học hoặc là chất tẩy rửa người ta thải ra ngoài môi trường rất là nhiều, nên là những cái rong rêu nó không thể phát triển được nữa. Nên là bây giờ ra ngoài tự nhiên tìm rong rêu rất là khó. Chứ ở cái thời mình mà mình tầm khoảng học cấp 2 ấy, mình đi ra những cái đầm hoặc là những cái bờ mương mình nhặt cây thủy sinh rất là nhiều. Tuy vậy đến khi mà mình biết chơi thủy sinh gọi là chuyên nghiệp một chút thì đi tìm gần như là rất là hiếm. Ngày xưa cứ đi lấy đất bùn đất ruộng về cho vào những cái bể mà mình tự xây ấy, mình chơi ngoài trời, mình xây luôn ở trên nóc nhà tắm. Xong nuôi cá còn đẻ còn bán cho mấy thằng trẻ con xung quanh nhà cơ. Thì nếu mà để mà tính đến cái thời gian chơi thủy sinh chuyên nghiệp thì mình bắt đầu từ khoảng 5 năm trước. Khi đấy thì mình đã có công ăn việc làm ổn định rồi, thì mình bắt đầu tìm tự làm một cái bể cá và mình chơi. Tất cả đều là tự túc hết. Ngày xưa thì thông tin rất là ít, nên là mình chơi những cái thủy sinh chủ yếu là tìm hiểu ở trên Facebook hoặc là trên YouTube thôi, chứ không có ai dạy cả. Ngày xưa thì nghề chính của mình là làm bánh mì, bánh ngọt, bánh sinh nhật các bạn. Khi mà đi học ngoài Hà Nội ấy, thì liên thông lên Học viện Kỹ thuật Quân sự, học gần hết, còn khoảng 2 tháng nữa làm luận án tốt nghiệp thì mình bỏ. các thầy cứ gọi bảo là cố đi học nốt để lấy cái bằng. Nhưng mà thời gian đấy thì không phải là mình lười, mà mình cảm thấy là cái ngành mình học ngành máy xây dựng thì thực sự là để mà về địa phương mình để ứng dụng những cái như thế thì mình cảm thấy nó không phù hợp với mình, nên là mình có đi làm thêm ở một cái cửa hàng bánh mì, bánh ngọt, bánh sinh nhật ấy. Thời gian đấy là ở cửa hàng đó thợ thuyền là cũng đang có vấn đề nên là thiếu người, và họ yêu cầu là cần một người làm cả ngày, nên là mình đã quyết định bỏ học để đi theo ngành bánh. Theo ngành bánh khoảng 8 tháng thì mình bắt đầu về quê và mở một cái cửa hàng bánh sinh nhật nhỏ nhỏ ở nhà. Ở chính cái cửa hàng của mình bây giờ này, chính cái cửa hàng cá cảnh của mình bây giờ này. Tuy vậy thì sau khi phát triển cái cửa hàng bánh của mình 2 năm, cảm thấy khá là ổn định rồi, thì mình mở thêm một cái chi nhánh nữa ở bên ngoài phố ngoài kia. Và cái đam mê cá cảnh của mình cũng bắt đầu phát triển sau khi mà mở thêm một cái chi nhánh ngoài kia, thì mình chơi cá cảnh nhiều hơn này, làm bể cá nhiều hơn này, anh em bạn bè có nhờ thì mình cũng có kinh nghiệm và mình cũng làm thêm những cái bể cá cho anh em bạn bè và nhập thêm cá về để bán. Như vậy là bén duyên với nghề. Thì cái phần mảng bánh mì, bánh ngọt, bánh sinh nhật ấy, thì mình chuyển hết ra bên ngoài kia cho vợ mình quản lý cái cửa hàng Nguyễn Ru Bakery ấy. Còn cái phần Nguyễn Ru Aquarium này thì mình bắt đầu đẩy mạnh từ khoảng 3 năm trở lại đây. Ban đầu khởi nghiệp khó khăn lắm các bạn ạ. Ra để mà đầu tư một cái số vốn, hay để mà đầu tư được một cái cửa hàng thủy sinh đầy đủ ấy, thì số vốn nó cực kỳ lớn. Mình thì lấy đâu ra tiền, nên là cứ có khách hàng đặt thì mình lại đi lấy đồ, mình đi lấy đồ theo cái yêu cầu của khách hàng rồi mình set up thôi. Chứ nếu mà mình lấy sẵn về nhiều như vậy thì chắc chắn là cái nguồn tiền để luân chuyển sẽ rất là khó khăn. Nên là thời gian đầu mình cứ
có khách đặt thì mình bắt đầu mình mới chuẩn bị đồ, mình sẽ đặt cho người ta luôn. Tất nhiên là làm cái gì cũng có khó khăn các bạn ạ. Thời gian đầu thì ở khu vực Bắc Giang mình người chơi rất là ít. Trong 4-5 năm trước thì gần như là mình chơi có 2-3 ông biết chơi chơi với nhau rồi. Xong về sau thì cứ dần dần đẩy mạnh cái phong trào lên. Thì bây giờ là cái số lượng người chơi ở Bắc Giang cũng rất là nhiều rồi. Và cái sau vài năm phát triển thì cái tình hình kinh tế của người ta cũng dư giả hơn ấy, nên là chơi những cái bể thủy sinh như này người ta cũng cảm thấy là có những cái sự thư thái thì người ta chơi rất là nhiều. Vì vậy cái phong trào mới là cái quan trọng. Nếu mà không có cái phong trào mà đẩy lên thì người ta cũng không biết mà chơi. Mình cũng có lập một cái hội thủy sinh Bắc Giang để cho anh em vào đấy và trao đổi kinh nghiệm, rồi thì giao lưu về những cái kiến thức. Mình nghĩ là đối với bất kỳ nghề nào cũng vậy, khó khăn thì tất nhiên nó cũng sẽ có, nhưng mà với cái niềm đam mê và cái sự tận tâm thì mình tin là bất kỳ ai khi mà phát triển cái ngành nghề cũng sẽ có thể là thành công và phát triển hơn trong cái con đường mà mình đã chọn.